Xin chào anh em. Cách đây 2 tháng mình có gặp một chấn thương rất là lạ, mà mình đi khám ở hai nơi rồi mình vẫn chưa biết để chấn thương đó của mình là như thế nào. Cụ thể là mỗi lần mình thức dậy thì hay bị đau, lúc thì đau ở ngoài chân này, lúc đau má trong chân này, lúc thì đau gót chân, lúc thì đau bàn chân, thì nó đau tùm lum vậy đó. Và mình quyết định đi khám. Cái chỗ khám đầu tiên là của bác sĩ ở đâu gần nhà mình ngoài đây. Khi mà vào trong thì mình nói mình đau mất cả chân, nó hay chuyển hai bên đó. Cái không biết là mình bị gì, chưa chụp CT để coi xương có vấn đề hay không, nghi ngờ là có thể bị nứt xương hay gì đó. Ok, nếu là đi chụp CT hết 800 ngàn, là kết quả là không bị gì hết. Đó, hình của cái chụp thì mình để đâu trong màn hình này bạn có thể xem. Lần khám đầu tiên thất bại thảm hại, vẫn không biết bệnh của mình là bị cái gì luôn anh em ạ. Thế là mình quyết định đi khám ở một chỗ tiếp theo. Cái chỗ khám này của bác ở bên 3 tháng 2 thì chuyên rất là mổ rất là nhiều dây chằng, mổ rất nhiều dây chằng của các cầu thủ chuyên nghiệp, cũng có cầu thủ xanh, cũng có nổi tiếng lắm. Một người anh của mình giới thiệu mình qua. Thì vào khám thì ấn tượng nó không vui cái là mình vào trước và có hai người vào sau, nhưng mà hai người vào sau là tiêm chích một mũi 2,5 triệu. Mình đi khám có 100 ngàn, nên ra quyết định là ổng chích cho hai kia trước xong rồi mới khám mình sau. Rồi khám cho mình thì mình cũng nói mình đau vòng vòng bàn chân nè, mình cũng không biết là nó là cái gì, thì ổng cũng không biết là gì luôn. Cái vô tình ổng ấn trúng chỗ này mình đau đây, cái chỗ bắt cá. Ok, thì cái chỗ này là đúng, mình có tập quá sức trong một cái buổi tập knuckleball và nó làm mình chấn thương cổ chân ngay chỗ này, nó đau. Thì ông ấy chuẩn đoán là chấn thương sụn, chích 2 mũi, mỗi mũi 2,5 triệu cộng với là bắn laser 10 ngày, mỗi ngày 500 ngàn, tổng chi phí là 10 triệu. Tự nhiên sơ sơ thấy tốn 10 triệu thấy... Mà cũng chỉ là chữa cái chỗ này thôi, còn cái bệnh đau vòng vòng kia là gì thì tới giờ cũng chả biết luôn. Cái quyết định mình không làm. Và hôm nay mình sẽ đi chụp MRI tại Vietlife bên Sư Phạm Thành để biết chính xác coi là cái chân mình bị cái gì ha, chân mình bị gì, có dây chằng có bị gì hay không, hay sụn có bị gì hay không, hay là bàn chân hay tất cả gì trong cổ chân mình nó có bị gì hay không. Chụp MRI là ra. Ok, mình đã tới Vietlife Healthcare, khám đa khoa Vietlife. Đây, dịch vụ mình đi làm là cộng hưởng từ nha anh em. Chụp cổ chân phải nha anh em. Mình sẽ chụp cổ chân phải. Thì và bắt đầu vào cái này bảo là bệnh muốn gì đó. Trời ơi. Ôi. Đi một đống thứ. Rồi, ký tên. Đây. Vietlife. Ok, vậy là thủ tục xong và hẹn lát nữa một tiếng nữa mới quay lại chụp. Cô chụp một tí thôi. 2,1 triệu không cánh mà bay. Không sao, cứ coi là cổ chân có vấn đề gì không cả đã. Tốn ít tiền cũng không sao đâu. Đây, chuyên khoa trị liệu phục hồi chức năng. Đó, thắt vị đĩa đệm, khớp gối, cơ xương khớp dây chằng là tổn thương. Mình chắc là đang bị dây chằng hoặc là sụn khớp. Đó, chụp cho biết chắc coi xem sụn dây chằng có vấn đề không. Rồi, tiệt nửa người ha, nguy hiểm quá. Mưa thầm tạ. Ok, giờ nói thế này anh em hiểu ha. Mình đau vòng vòng cái cổ chân nè, tái đi tái lại. Thì chụp hình xương là không có bị nứt xương hay bị gì hết. Bây giờ đi khám bên kia thì bảo là chấn thương sụn chỗ này. Còn cái đau vòng vòng xung quanh đây là không biết là bị gì luôn. Vậy thôi cứ kiểm tra coi là
sụn với cổ chân trái xem nó có bị tổn thương dây chằng hay sụn khớp gì không. Nếu mà không bị hết thì mình sẽ chuyển qua đông y mình trị bằng châm cứu gì đó. Rồi nhưng mà trước mắt là cứ coi coi dây chằng với sụn có bị gì không có đã. Phần xương là không có bị gì rồi đó. Thì cứ kiểm tra trước cái đó xem sao. Khi bị một cái chấn thương thì anh em nên kiểm tra xương trước. Xương không bị gì hết thì lúc đó là sụn khớp dây chằng. Nhưng mà sụn khớp dây chằng mà không bị luôn thì có nghĩa là đang bị nó liên quan đến đông y hay sao đó. Thì lúc đó sẽ có phương pháp trị khác. A few moments later. Ok, chụp xong rồi anh em ơi. Giờ thì chờ lấy kết quả nha. Chờ lấy kết quả. Chụp cộng hưởng từ MRI. Đối thoại. Toàn máy xịn không? Cái máy này hồi nãy mình chụp ở trong đó anh em. Sai mình, rất tiếc là ở trong đó mình không có quay được. Nếu mà quay trong đó hư luôn điện thoại. Kết quả ở đây rồi anh em. Dạ rồi. Đem đi mai chương trình nhé. Dạ rồi, cảm ơn. Nhiều vậy luôn hả chị? Có 4 viên nhé. Dạ rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Ok. Và cầm hết đống này đưa bác sĩ xem nha nè. Ok. Giờ là ra Coffee House, một quán cà phê để mở kết quả ra xem. Hồi nãy mình đã mở kết quả ra xem tại bệnh viện rồi. Nhưng giờ thì xem chưa kỹ nữa, bây giờ mình mới xem kỹ coi nó bị cái gì. Ok. Trong đây là phim thôi. Mình thì không đủ chuyên môn để xem thôi. Để nó qua bệnh. Rồi, phiếu thu tiền 2.1 triệu. Để đây. Ok, rồi. Đọc vào tay luôn rồi. Chụp cộng hưởng từ khớp cổ chân trái. Ok. Xương bánh chày, khớp gối. Thôi, lấy cái đó đọc sau. Đọc cuối cùng trước. Phim hoàn toàn tràn dịch khớp cổ chân ngực vừa, phù dập nhẹ xương mắt cá trong, mắt cá ngoài, cổ xương gót sên và xoay cổ chân, sụn khớp thì bảo tồn, rách bán phần dây chằng sên mắt trước và sên mắt sau. Thì sau khi đọc kết quả này xong thì mình nói thiệt với anh em luôn á là mình đi chụp MRI ở Vietlife này nó đáng từng đồng tiền bát gạo luôn á. Đi khám biết bao nhiêu chỗ rồi đâu có ra được kết quả đâu. Rồi chụp MRI cái là ra một đống nè. Mình bị chấn thương rất là lâu và mình rất là lạm dụng thuốc giảm đau nên thành ra mình mất cảm giác đau và có thể là chấn thương đó nó vẫn còn ở đó và nó chưa có hết đó. Thì giờ chụp hình ra mới lòi ra là mình bị những cái này. Cái chấn thương của mình thì nó đại khái là một ngày ngủ dậy thì nó đau bên mắt cá bên phải, một ngày thức dậy là đau mắt cá bên trái. Khi mình đi cầu thang á, mình cảm thấy nó khó đi và mình cảm thấy nó hơi phồng, hơi sưng lên xíu thì có nghĩa là tràn dịch là đúng, là chính xác. Còn việc mà mình đau bên trái bên phải thì có thể là do mình chấn thương cả hai bên, lúc mình đau bên trái, lúc đau bên phải. Cái chân phải mình cũng lâu lâu cũng đau, nhưng có thể là cũng sẽ bị cái chấn thương tương tự thế này nhưng mà nó nhẹ hơn. Ok, giờ mình bị hai cái chấn thương tất cả nha mọi người. Tràn dịch, rồi rách bán phần mấy cọng dây chằng trong đó nữa. Thì mọi người biết rồi nè, trong cái khớp gối hay khớp cổ tay hay là khớp mắt cá chân gì đó thì nó sẽ có xương, có sụn và dây chằng.
nếu như anh em bị chấn thương bị xương, chụp hình CT sẽ ra đứt xương hay gãy xương gì đó. Còn nếu anh em bị về khớp và dây chằng thì có nghĩa là dây chằng có thể bị rách, dây chằng có thể bị đứt. Mà rách đó thì mình có thể ăn uống để hồi phục, mà nếu mà bị đứt thì anh em bắt buộc phải phẫu thuật để nối lại. Và một cái nữa là sụn nữa. Sụn là nó giống như xương của anh em vậy đó. Sụn mà nó nứt thì cũng giống như bị nứt xương. Và sụn mà nó vỡ là phải phẫu thuật ra và lắp lại, lắp từng mảnh sụn lại. Ok, thì qua cái video clip này thì mình nghĩ là anh em đã hiểu hơn về xương khớp, để khi mà bị chấn thương anh em có thể biết để mà có thể đi khám cho nó tỉ mỉ. Và tốt nhất là đừng khám ở phòng mạch để chuẩn đoán tào lao nữa. Nếu anh em bị đau vài hôm sau hết đau, ok, tốt. Còn nếu anh em bị đau mà vài hôm sau nữa vẫn không thấy hết đau, không cảm thấy nó đỡ hơn, ok, cứ tới thẳng một cái trung tâm mà anh em biết, mà mình biết ở đây là Việt Clinic, mà mình chụp hình cộng hướng thử, chụp hình cộng hưởng từ khớp, khớp cái chỗ nào mình đau thì là các anh chụp cái chỗ đó, nó gọi là MRI, nó gọi là MRI đó. Thì sau khi chụp xong anh em sẽ biết chính xác được là cái cổ chân hay cái chấn thương của anh em là gì. Mình cầm 2.1 triệu mình đi chụp hình MRI này mình thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn, chứ mình đi khám chỗ khác lòi khám hoài có ra bệnh đâu đó. Thế mình bị chụp một buổi ra liền một đống chấn thương. Mà nghe vài người bạn mình nói là cái này là khá nặng và mình càng nghỉ thời gian dài đấy. Rồi thì cũng thời gian qua mình cố làm nhiều video clip vì cái chấn thương dai dẳng này. 4-5 tháng nay là cứ ra đá xong về đau, xong hết đau, ra đá xong về đau, xong hết đau. Thì nhờ cái kết quả này có thể mình sẽ chỉ dứt điểm cho thời gian tới. Ok, nếu anh em thấy video clip này hay thì like, đừng quên share cho những anh em khác biết cách trị chấn thương sớm cho nó hợp lý và phù hợp. Nhớ subscribe channel YouTube của Thiên Soccer. Xin chào và hẹn gặp lại.